Chào các bạn, đây là phần 3 trong loạt bài hướng dẫn về tổ chức bơi đường trường. Trong phần này thì tôi đề cập đến các phương án ứng phó và cứu hộ. Như các bạn biết là bất kỳ một môn thể thao nào cũng có sự rủi ro của nó. Đối với bơi thì mức độ rủi ro còn cao hơn, bởi vì các bạn biết là khi bơi đường dài chúng ta sẽ có thể bị chuột rút. Một số anh em bị cảm nắng hoặc là bơi ở các tuyến sông mà có thuyền bè qua lại thì khả năng là chúng ta sẽ va vào thuyền bè, hoặc là có thể dẫm vào những mảnh sành, hoặc là bị những cái con côn trùng tấn công, hoặc là bơi vào những cái bụi sen. Bất kỳ lúc nào rủi ro tai nạn cũng có thể xảy ra. Chính vì cái sự rủi ro đấy đã khiến cho rất nhiều anh em lại thích bơi đường trường, bơi open water, vì chúng ta được trải nghiệm cái sự tự do. Chúng ta khác hẳn với những con cá bơi trong bể, xung quanh là bốn bức tường bê tông, như một bạn Hưng ở đoàn Bắc Giang đã nói. Thế, bơi đường trường rất là tuyệt vời. Các bạn có thể nhìn thấy cây cối, có thể cá dưới nước, có thể rong, tảo, vân vân, quá đẹp luôn. Thế nhưng mà chúng ta luôn luôn biết rằng là có những cái rủi ro tiềm ẩn phía trước. Thứ nhất là khi mà chúng ta bơi ở một cái hồ rộng ấy, thì khi xuống nước anh em sẽ thường hay bị mất phương hướng, kể cả tôi. Chuyện mất phương hướng là chuyện hết sức bình thường. Bởi thế nên là khi mà bắt đầu bơi, anh em cần phải hội ý với nhau và nhìn ra được các cái điểm để nhận dạng khi bơi, ví dụ như là đảo, cầu hay là một cái nhà màu đỏ. Đấy. Các anh em nên chọn những loại mũ, ví dụ như là tôi vào đây đi, tôi có nhiều bạn ở trong câu lạc bộ mình kinh doanh đồ bơi, tôi không liên quan đến cái công ty này cả. Thế nhưng mà ví dụ như khi các bạn chọn mũ bơi ấy, thì các bạn nên chọn những cái loại mũ có màu đỏ, màu tím thì hơi khó nhìn, màu vàng, màu xanh thì cũng không phải là tốt lắm, màu đen không phải là một lựa chọn tốt vì nó sẽ dễ vào hòa vào màu nước, màu trắng. Thì khi mà đoàn bơi có đội những cái màu mũ nổi bật và khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ dễ phân biệt ai với ai và có những cái phương án cứu hộ tốt hơn, định dạng tốt hơn. Đặc biệt là những anh em mà bơi nhanh ấy thường phải đội mũ đỏ để làm gì, để dẫn dắt đoàn đi sau. Đấy. Bên cạnh đó, đối với những lần bơi hồ ấy, chúng ta nên mang theo thuyền phao. Thuyền phao sẽ giúp cho việc là các vận động viên định hướng và có thể có phương án cứu hộ kịp thời. Ở đây tôi vào trang Intech Việt Nam thì có cái thuyền hơi Intech. Các bạn nên chọn cái loại thuyền hơi 2 người này, này. Cái loại này nó rất là nhỏ gọn, trọng lượng của nó là 9 kg cả hộp. Chung là chúng ta mang đi cũng rất tiện. Loại này thì thường nên có 1 đến 2 người bơi để khi mà có vấn đề gì thì chúng ta, cái người bơi trên thuyền có thể quăng phao xuống này, hoặc là tiếp nước cho anh em trường hợp anh em bị mất nước. Khi các bạn, đối với những bạn mà bơi thuyền hơi ấy, các bạn phải đảm bảo là các bạn phải mặc áo phao, các bạn phải tránh nắng, bởi vì bất kỳ lần bơi hồ nào ấy, sẽ bơi khoảng trong 2 tiếng. Nếu các bạn không có những kem chống nắng này hoặc mặc đội mũ đầy đủ thì các bạn sẽ bị là người cảm nắng đầu tiên chứ không phải là vận động viên. Trên thuyền hơi các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái dây nó bao quanh, thì cái dây này sẽ giúp cho vận động viên trường hợp họ quá mệt họ có thể bám vào dây. Đấy. Bạn nào mà bơi khỏe thì có thể bơi một người một thuyền, thì còn để lại cái chỗ kia cho anh em vận động viên có thể leo lên. Còn trường hợp nếu mà muốn quay phim thì có thể đi 2 người, một người chèo và một người quay. Thuyền hơi thì nên là bơi chậm chậm theo anh em và đừng bơi theo tốp đầu. Tốp đầu thường thường họ rất khỏe và thường họ cũng không gặp sự cố gì cả. Chúng ta nên bơi ở giữa hoặc là cuối đoàn. Những anh em mà bơi cuối cùng ấy thường bị một cái tâm lý là phải đuổi, vượt đuổi bằng với những người bơi phía trước. Do đó là họ
bị cái xác suất chuột rút hoặc là mất sức rất là cao. Bởi thế nên là thuyền hơi thì nên cố gắng là bơi phía cuối hoặc là giữa đoàn để chúng ta nhìn sang cả hai phía. Các bạn chú ý nhé. Trên thuyền hơi thì nên có 1 đến 2 cái phao để chúng ta sẵn sàng quăng ra cho các vận động viên bất kỳ lúc nào. Có một cái kinh nghiệm nữa là về máy quay. Máy quay thì nếu mà bạn thích xịn thì các bạn nên mua cái loại Hero Five Black, GoPro. Cái dòng GoPro Hero 5 này thì rất là ngon, tuy nhiên là nó giá của nó cũng khá mắc, nó khoảng 11 triệu. Cái dòng này thì không cần phải có cây chống nước mà tự nó đã chống nước rồi, màn hình cảm ứng nói chung là tuyệt vời. Trường hợp mà bạn không có nhiều tiền thì chúng ta có thể dùng một cái dòng này. Tôi hiện giờ đang dùng cái dòng này, GitUp. GitUp, tôi đang dùng cái GitUp 2. Cái hãng GitUp này là nó biến thể từ SD-CAM, nhưng đặc điểm là SD-CAM thì tạo ra rất nhiều model khác nhau, trong khi GitUp chỉ tập trung mỗi một năm một model. Chính vì vậy nên là cái sản phẩm của họ làm có sự chỉnh chu cẩn thận cũng như cấu hình và phần mềm tốt hơn hẳn. Thì tôi dùng GitUp 2 rất là hài lòng. Đấy. Nếu mà khi mà chúng ta đi bơi đường trường ấy mà có người quay phim sau đó hậu kỳ thì sẽ để lại cho anh em cái cảm giác rất là sung sướng, vì ai cũng thích được quay phim mình trong lúc bơi, cái lúc đấy là nó rất là đặc biệt. Chúng ta nếu mà ai cũng phải đứng dàn hàng ngang chụp ảnh, rõ ràng là chụp mãi nó cũng nhàm đúng không? Thế nhưng mà ở đây bơi đường trường ấy thì phong cảnh mỗi nơi mỗi khác, nó liên tục có cái những biến động trên đường trường, trên đường bơi. Vậy nên là khi mà có những cái video clip lồng âm nhạc vào thì các thành viên trong đội bơi rất là thích và họ sẽ nhớ mãi. Thì đây cũng là một cách để các bạn thu hút được nhiều người tham gia bơi hơn, vì các bạn biết là càng có nhiều người bơi thì chúng ta sẽ đẩy mạnh cái phong trào rèn luyện thể thao. Đi cùng với đó là khi bơi thì ai cũng có nhu cầu nước sạch. Mà muốn có nước sạch thì người ta sẽ phải có ý thức bảo vệ môi trường. Nếu mà có 1.000 người bơi, 5.000 người bơi, rồi 20.000 người bơi đường trường này, thì các bạn sẽ thấy là vài năm nữa sông hồ Việt Nam sẽ có rất nhiều người bảo vệ ủng hộ trong cái việc chống lại việc xả thải bẩn ra sông hồ. Đấy. Thì đấy là những cái phương án ứng phó cứu hộ như quay phim mà tôi muốn đề xuất với các bạn. Trường hợp mà khi mà bơi mà đột nhiên có cơn gió lốc xoáy hay là mưa chẳng hạn thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đầu tiên là mưa nhẹ thì chắc là không có vấn đề gì, chúng ta cứ bình tĩnh bơi. Phía trên mặt nước thì có thể gió lạnh, thế nhưng mà dưới nước thì rất là ấm, không vấn đề gì. Trường hợp mà lốc xoáy thì anh em nên cố gắng nhanh chóng tạt vào bờ, đừng bơi cố, để chúng ta cũng chẳng cần khoe thành tích với ai cả, đúng không? Gió xoáy có thể lật cả thuyền hơi, rất nhiều vấn đề có thể sóng đánh chẳng hạn. Chúng tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ cả, nhưng mà các bạn cũng nên chuẩn bị trước. Nếu có bão hoặc gió xoáy, lốc xoáy lớn ấy, tốt nhất là nhanh chóng cập vào bờ. Ok, dừng buổi bơi, lần sau chúng ta bơi không vấn đề gì cả. Rồi, cảm ơn các bạn.